Bây giờ sẽ là bài Allegro non tanto. Bài này là một trong ba bài con đã đánh trong cuộc thi ABOSM. Và con đã thi cuộc thi này chung với bạn Khanh. Bài này khá là nhanh, cho nên lúc đầu con đã gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng với sự trợ giúp của thầy Kỳ Anh thì con đã vượt qua và hoàn thành cuộc thi ABOSM một cách khá tốt. Xin mọi người thưởng thức.